Con nói là mẹ mày đâu, mẹ con đâu? Ơi, bà nhớ con muốn tới rồi, bà nhớ con dữ lắm con ơi. Mẹ con có gì được không? À, mà không biết hả? Mày đi xa xa nó mới thấy hoài. Hả? À, không biết. Mẹ con có gì hả? Con biết. Ừ, thả tiền cho con. Ừ, hả? Thả con gì lên đây? Mày thả cái gì lên vậy? Con thả cái gì vậy? Ừ, con. Rồi con ở nhà chú cha ha, với ông nội bà nội con. Để xa xa ra vậy rồi nó mới thấy hoài. À. Ở đâu mày, ở đâu? Đó đó. Ông nội mày ngủ rồi à? Quyên sao giật kỳ vậy? Sao nó ngủ rồi? Nó ngủ rồi đó, giờ nó nhúc nhích thiệt đó, nó ngủ rồi, nó ngủ. À, cái gì mà lăn xăng chứ vậy? Minh Hằng Vlog chưa thấy ngọc. Rồi làm gì à? Cha con có đi mầm được không? Dịch mà đi đâu? Ra con nhà, con ở với nội là ở với nhà với kia với cha con. Mẹ con có chuyện gì không? Mẹ con có chuyện gì không? Không cho bên kia nói được gì. Tối mẹ con điện về. Ừ. Mẹ con có nhớ con không? Không biết. Buồn nội mà chứ không biết thằng cha mà chứ không biết thằng cái mẹ mà chứ không biết. Mẹ bà nội mày lắm. Đó con với mẹ con mấy tháng nay rồi không thấy mặt mẹ con mày. Tao nằm tao nằm tao ngủ tao nhớ mẹ con mày, tao khóc. Mẹ mày đâu? Mẹ con đi làm. Ngủ nội mày, ngủ ngoại mày. Chửi nhỏ tối nhà ngoại. Nuôi vịt bự chưa? À, ngoại kia nuôi vịt bự chưa? Được rồi bá hả? Được một ký mấy chưa? 2 ký chưa? 3 ký rồi. Trời ơi, con dạ. Ừ. Mấy chục con, mẹ con nuôi mấy chục con? 10 mấy con. 10 mấy con hả? 10 mấy con. Ừ. Giờ con giờ ở đâu con? Ở trong nhà con hả? Nhà nội con? Có nhà con. Ừ. Cha con ở nhà hả? Dạ. Thì làm gì có tiền mà mẹ con có gửi tiền về không? Có gửi tiền về mua gạo lúa cho việc ăn không? Bắt cua bán ngon cua ha. Đồng á, bắt cua đồng. Đồng phải không? Bắt cua bắt cá rồi bán rồi mua gạo ăn phải không? Phải không? Ông hỏi mày. Trời ơi, ơi. Mày chửi nó hoài. Em thấy ngoại không? Thấy ngoại không? Thấy ngoại không? Thấy không? Thấy à? Thấy cố chứ ngoại gì? Nó kêu ngoại bằng cố luôn mà. Kêu bằng cố. Giờ chừng nào đi học? Được. Ở nhà chơi hài không à, chơi chơi điện thoại không à, chứ đâu có đi học với hành gì à, coi tưởng giả trôi xong hết trơn rồi, tưởng giả trôi xong hết trơn rồi à, coi à, mẹ con có lên mẹ con được không, mẹ có gì không, sao lên được, đang dịch mà ai cho lên hả? Mẹ con có gửi tiền về, có điện thoại về chứ con không? Có điện thoại chứ không có gửi tiền rồi. Có điện thoại chứ không gửi tiền hả? À? Tụi lấy gì ăn cho con về ăn gì? Thì ăn cơm. Đồ ăn đâu? Có đồ ăn không? Có đồ ăn về ăn cơm đi. Ăn gì? Cố gửi. Ăn cơm. Ăn cơm với ốc cua không à hả? Có ăn cơm với cá. Cá cha đi bắt á. Ừ. Mấy cô con ở nhà đủ hết trơn, không có anh đi đâu hả? Đâu đi. Hả? Đâu đi được đâu mà đi. Đi không được đi. Ai ai. Cách đi đâu được đâu ngoại. Chết đói. Trời ơi. Mẹ con. Mẹ con có mấy điện gì hả? Gì điện về thăm con với ba cha con hả? Rồi con tôi có gửi tiền cho gì không? Không, đâu gửi được. Đâu gửi ai được. Ừ. Đi ăn được rồi không được. Nó vô nồi nó hết gạo vô nồi nó xin. Quyên coi có đồ ăn không? Không có đồ ăn lên cố cho nè. Dạ nhầm. Hả? Bữa nào cha có bắt ốc nhiều và bắt cua nhiều và cho bà con coi.
mới chuẩn bị nó xin ngoài rồi, ngoại xin ngược rồi nó rồi. Ừ. Chết luôn. Sáng có tiền rồi, cha con có cho tiền hay nội con cho tiền ăn bánh không? Có đi đâu được là ăn bánh trái gì? Nó có ăn cái gì đâu, ăn cơm thôi mà. Đâu có bánh đâu ăn. Ngoài có gửi gì cho nó không? Bé Quyên không? Làm sao gửi được vậy? Con chạy nó đem nó cho nó. Ủa sao lộn có tên vậy? Rồi, thì lộn ra bán mà. Vậy thôi ha. Cha con đâu rồi? Cha con đâu rồi? Cha con không ngoài đây nè. Hả? Cố coi mấy dịch coi. Dịch đâu bắt được coi được. Ăn trước đó ngoài. Dịch đâu, dịch con đâu? Cậu quay được không? Bắt được không? Nhờ ai sát xuống cho là cố con dịch là cố nhổ không? Thôi. Cái gì mà lăn xăng cái chết cái lu mẹ mày lăn xăng già. Mày mua qua mà hát bụi già. Dịch đâu, dịch đâu? Tao bắt rồi, dịch nè, bắt được. Đó, dịch chim đó. Dịch chim nè. Dịch với gà. Có gà nữa ăn. Dịch. Dịch, dịch trắng với dịch xiêm. Dịch trắng với dịch đó. Bữa nó kêu coi. Cạp. Nè. Gà bự trắng ha. Cho ngoại con. Cho cố một con. Cái gà nữa ta. Cho cố một con kêu ngoại. Thương phải chết cái gà. Nó uống nước cả nó xuống. Cho cố một con không? Con xin rồi. Cho tao làm chi? Tao đâu có ăn gà, dịch gì đâu, xin tao làm chi? Ngoại này ngoại đem về, ngoại nuôi. Đất ơi. Nuôi tôi không xong, ở đó mà nuôi gà, nuôi dịch. Tướng ngoài ngoài bá đạo ghê thì chứ. Đó, con nói chuyện cả, nó chửi lộn cả. Nó chửi lộn cái Nguyên cả. Trời ơi, hay quá. Mày cho nó ăn gì vậy Nguyên? Sắp chuối, trộn với lúa trên mà ăn. Mình sẽ mua dừa khô. Về nó nấu chè ăn. Ôi ôi, trồng rau củ quả kìa. Củ rau và rau rác hết tận luôn ha. Coi ta, có cà. Rau, cà. Cà tím. Có đem bán không? Cho trời không ơi, cho. Chết rồi. Trồng mà đi cho không. Cho không. Cho bà nội đó chứ. Cho bà nội đó chứ không có cho ai đâu. Đâu cho Út đâu. Có cho Út không? Cho Út không? Sao qua chốt được cho. Hả? Có cho Út ăn không? Sao qua chốt được mà cho ngoại. Làm sao đi được. Công an bắt ạ. Phạt ạ. Có 2 triệu không? Này tao chạy 1 triệu, 2, 3 triệu rồi. Tao chạy tao không đi đâu. Mấy tháng nay tao không có rời cái nhà tao xuống nào. Ơi. Nguyên nè tròn ha. Nó đang mập. Nên. Phải không cố kìa, cha nó kìa. Đâu rồi, cha mày đâu? Kêu cha mày về trình diện tao coi. Cái lu mẹ mày à. Đâu cha con đâu? Đó. Trời ơi, coi lu mẹ mày trên đây. Vũ. Vòng đây. Cha con mày sống với ông. Vợ mày không có nhà, cha con sống gì? Sống cua ốc không ạ? Bắt cua bắt ốc à. Rồi có bán không? Có bắt có được cá. Cá gì có cá gì không? Có bắt được cá gì không? Cho nó về con. Xin xin ngoại. Rồi coi. Làm sao mà tao cho tao xin cho tao bắt con luôn mẹ mày. Con tặc đó này. Cha con mà chỉnh là đậm cho tao ăn gì vậy trơn à. Khóe anh nữa. Trời con nhớ vợ con mày sẽ chọn luôn. Mấy tháng nay con thấy mặt thấy bà gì đâu. Ông nội con nó thiệt tội nghiệp biết nhiêu. Nó chở tao xuống đâm vợ. Bà và vợ, bà vợ con mà. Má vợ con mà. Tao với tao đi, tao không dám đi. Tao có mình chơi, không có mình thật, mình không trang hay gì á. Công an nó bạc tao. 2 triệu. Rồi tao có đi, rồi luôn tới bây giờ không thấy ra nữa. Chị Út con nè. Thì hết dịch đi chợ xuống vậy đó. Hết dịch chợ xuống rồi tao với Út rồi đi xuống chơi. Chị Út xuống chơi. Thôi cậu nghiệp biết bao nhiêu đi. Cha anh ơi,
Vợ ngã. Trận nơi vợ ngã, trang nơi vợ ngã. Cha con biết. Lương mẹ bà là con tặc tao này, lương mẹ bà đâm xử bà già. Đâu, trời ơi, vừa có mộng nè. Vừa có mộng nè. Ừ, cái mộng, ừ, nó có mộng á, ừ. Qua sai được mà cậu. Đâu có ấy đâu. Ừ, vừa qua sai được, qua đưa cho nó sai đi, còn không phức à. Đây, cái dừa, cái mộng. Đây, lẻ lẻ đi, để ăn rồi á. Ừ, ai mượn nó, đưa cái mộng, ừ, được cái mộng ăn tao không? Ở tao không ăn, người ta ăn một, hai trái là sẵn. Mộng. Ừ, để chút nữa ăn. Thôi, ngoài để đồ ăn, để ngoài lại ăn đi, con không ăn đâu. Nói lại không rồi. Con không ăn đâu, ngoài ăn đi. Nè, ăn tao đâu có nói gì. Nè, cái dầu hơn. Chị Năm mẹ cắn cho dầu được. Ừ, ngon ghê. Ăn đi. Ha. Chút vô đi, đẩy được. Cái gì vậy? Rồi, để con mua xài. Rồi, để xài. Trời ơi, dục qua dục lại, hồ cái này nó mấy ngày luôn. Nè, cất vô. Nghĩ quá. Ngoài nó chín rồi. Dầu ăn hả? Ừ, dầu dừa ha. Lớp và thắng lớp bằng cá. À. Này chiên này ăn mập lắm ngoại. Chiên cá mà xin dầu ra. Ăn là dừa, đậu ăn dầu dừa. Tốt nhất là dầu. Ăn béo quá. À, sức tóc. Ngựa, sức tóc đẹp. Ngoại sức ông sức vào ngoài. Thôi tôi có thức chi. Cho đẹp. Ông ngoại về cứ ngoại đi. Lấy ấy dầu dừa chứ chút ba cái hủ tiếu vô đi. Đi. Với ba cái thịt từ đó. Đem về ăn tao ăn tao còn cả cái đống. Ai mua cho ngoại cá? Cá tôi mượn tụi nó mua. Ừ. Anh về chút bên giờ lấy ấy chút cái hộp, cái cho hộp đâu chút vô rồi ăn đi, lấy bữa ăn đi thôi chị, về em ăn đi. Ngày ngoài nhà còn nước tương không hả? Hôm nay mấy tháng không biết ngoài chắc biết nước tương mà có tương mắm sơn mà không có nước tương ngoài cho rồi, nước mắm gừng nè, lấy rượu, lấy rượu nhà mắm gừng nè, ai cho mắm gừng hả? Thì nó cho đó rồi nó cho mắm gừng. Cái ấy ra cái hộp đâu, chút ba cái này về. Về ăn nha, chút ba cái này. Thôi. Cái hộp đâu rồi. Lấy một đũa lấy rồi, nó thấy một đũa nó muộn đi. Lấy rửa nó muộn ăn đi. Ngoài ăn luôn nha. Tao ăn không nổi nữa, tao ăn rồi, tao ăn rồi, ăn. Cậu ra ngoài, để cho ngoài ra. Tao ngoài vô này 2 giờ yếu quá. Làm này yếu, rất kìa, cực dọn cảm yếu chứ đi con. 2 giờ, con chở ngoài đi khám nha. Không, chạy ơi. Trời ơi, vào cẳng nó yếu mà con mắt mũi không thấy được. Dạ con lượm ha. Tao ở lăn rồi. Em lo xét đi. Ừ. Tao lượm ra rửa nồi, tao nấu cơm rồi mèo ăn rồi nữa. Vậy rớt 500 ngàn mà thấy không? Hả? Con mắt này thì thấy tỏ, còn con mắt này không thấy, con mắt này không thấy nè. Con mắt này làm như nó có cườm hay gì ở trên này nè. Đó. À, làm như nó có cườm bên này nè. Thấy không? Ừ, đó rồi, không thấy chứ con mắt này thì nó tỏ. Con mắt này nó có cường, nó đem nhét nè. Gì vậy? Măng cầu ăn dạ, nè. Thôi thôi chị ơi, giờ ơi, ăn no gừng cho ăn trái măng cầu này vậy. Thì để chạy à. Thì ngoại nó ăn rồi, thì giờ ngoại ăn trái cây vô cho nó khỏe. Không nữa. Tay nè. Là ta măng cầu. Đi, ăn chị, ăn đi, dây rồi, ăn đi. Dạ. Cậu ăn phụ cậu. Ăn đi, hai chị ăn đi. Lấy hộp chút ba cái thịt cho nó cháy gì vậy? Dạ. Đó nè là lá xoài. Ừ. Cái xoài để trong tủ, với cái đó để trong tủ đi cậu. Để nữa ngoài ăn. Để ngoài tủ đây đi. Chị em này ăn đi. Thôi để dưới đây đi, để cho nó hầm lắm. Ừ, không có. Gì? Để gặp rộng quá, để gặp rộng. Lá trên. Ừ. Sao ăn đi, chút chút. Ăn hả? Ăn cả lọt hủ chưa ăn được. Ừ. Cá biển. Bộ em ký đây. Ông rộng ăn bán bốn tiền ngàn, bộ em ký đây chị. Không có người. Để cá biển còn giờ bán. Một người một lần thôi. Cá còn một tảo cả. Rồi nắm rồi. Giờ lượm dâu năm hồng á. À, em của ông Phụng á, nó bán. Nó mua cho ta. Nhà đám vợ mà kia đi mua cá biển à. Rồi có giờ con mắt nó yếu, nghĩ hai cái giò.
trời, ta bị thả yếu cho không có gì. Thôi giờ ngoài đừng đi nữa, ở nhà đi, chú cộng thôi. Thôi thôi thôi. Hả? Chú rồi 11 giờ nghỉ đi. Đi tùm lum. Đi thì công an bắt ngoại giờ. Thằng Phương. Ừ. Thằng Phương ăn. Con bé hai ăn nè. Đây anh à. Nó đi giá cân chục gạo, nó đem xuống cho tao chục gạo nè. Phương à ăn. Cho ba chục gạo nè. Đừng đi đâu à. Đây rồi. Mấy bữa trước nè. Ở dưới xã cho 15 kg. Ừ. Ừ, nó chở về đây. Chở về đây cho 15 kg ha. Cho ông trợ cho người này người kia gì đó. Hỗ trợ. À, hỗ trợ người này người kia đó. Rồi. Tao lũi tao đi. Bà đâu á? Không bịt khẩu trang gì đâu vậy? Hả? À, trời đó, có mày coi tao nè. Không thấy có đồ xác đó. Có thấy ai đâu mà bịt dây, bịt trên ngọt thở cho chết hả? Lỗ mũi xẹp đét. Có miệng bằng quạt. Ha, tao nói vậy á. Đi như lũi con như khỉ đi vậy mà bịt trên dây bịt vô cho chết hả? Có gì vậy? Vừa sai á. Sai về làm nước cốt, nấu chè. Ừ. Nấu chè nấu này kia ăn. Ừ, để dành nấu qua để cái trong tủ lạnh á. Về tối nay ôm mà ăn hết thì nấu để tủ lạnh đi. Rồi. Cái được khẩu trang này bịt vô, bịt vô. Tao bịt con tặc vậy đừng có biểu tao bịt. Thấy ăn. Mà ta đi không lên mà còn mệt chết này mình bịt vô cho nghẹt thở còn chết hả? Cái nó cười cái nó đi. Đừng đi đâu nghe bà. Bà đừng đi đâu nghe bà. Bà ở nhà bà đi đi cũng đi vô vườn mình chút rồi về nghe. Đừng có đi xa nghe, đừng có đi đâu nghe. Trời ơi cái cười chết mẹ tao sợ cái vụ bạc lấy tiền chứ còn sợ tao không. Tiền bạc đâu có mà đó mà ngần hạt mấy triệu bạc bà nội tao á mẹ bà 500 đồng mình không có mà bằng bạc cái con vừa rồi ăn đi thôi ăn đi ăn rồi đi về kể chuyện giờ 5-6 giờ rồi kể chuyện đã xong ăn đuổi về nữa vậy mà kêu 1-2 kêu xuống công chuyện trời đất ơi công chuyện không ở không không có gì trời có rửa gì mà đổ nước ầm ầm hoài cà trời. Hai chờ. Tại chị nè. Thôi ở cho tôi một kia không biết nữa. Tí giờ ăn. Ngoại nhà mà đâu có gì để ăn thì đem mua trái không, cây rồi bánh đồ này kia xuống cho ngoại ăn. Đúng không? Chị ăn đi chị. À. Đây đây, hỏi chưa? Ăn đi sao ăn đi. À à. Chị rửa đồ này kia. Con gà của nó sao dạ, không không gì à. Mua tủ lạnh nha lạnh cháy trời đó cái mình đừng có khùng quá sao mà trận quá trời đó cái thôi là cái đèn đây là còn đây ạ đây ạ con gà của như trời ơi coi nhân đích giờ nó đeo tao thấy tận luôn giờ ngoài đâu còn mèo nào chơi ngoài rồi mẹ con Nguyên không có rồi con mèo của không có nữa cũng mất luôn trời đó cái mèo đen đâu mèo đen nó đi tối ngày đâu có ở nhà coi cả cần con gà cả con gà đòi ăn gì cả đòi ăn gì à mèo đen với mèo bông đâu mèo mẹ đâu mèo mẹ nó đâu rồi không ăn không sớm giờ con xuống không thấy có mèo đen màu trắng mà bị ai mất có tiêu rồi mất tiêu mèo rồi mèo trắng tội nghiệp quá ơi thương hỏi tôi thương mẹ ơi tao nhớ nó rồi đủ thứ ở trên mẹ con Nguyên không có rồi con mèo cũng mất nữa mẹ chị em quý cũng tiêu luôn sợ đó đi mất ở trên cũng nào ở trên buồn thấy mà nội trời ơi thôi ổ hết sức đi trời ngồi luôn đốt đèn cũng nhau nhiễm học tôi khóc rồi cái con đòi ăn gì đòi ăn này ngồi đòi ăn đã bê nghe ba mình cả rồi ăn cái bánh cầu vô cái no mới chơi có ăn gì nữa đâu thôi con đi đi chơi nhỏ giấu vô rồi còn kéo mà tuột con về nha thôi về rồi rồi là cái ăn gì vậy trời đất ơi má cho con ăn cái gì mới cho ăn hủ tiếu xào ngày cái gì chứ cái gì đất trời ngoại nhà không đi đâu nha có gì thì điện thoại.
Có gì điện thoại My. Ừ, My hãy có gì cho điện ha, à. Có gì cho điện ha. Kêu My á, điện cho con. Rồi con về con điện lại. Nha. Rồi, được không? Được chứ. Người ta lên điện My là chán đó. Giờ dạ. Vậy á, My đưa nó bắt cái tao điện. Rồi nè, cố nói chuyện với Út nè. Ủa, anh Đực đâu ra, để xuống hỏi anh Đực đi, ví dụ anh Vũ, nó có bán thịt heo không? Có không? Nó có lên xuống được. Giờ người ta không có lên xuống được, nó có đi bán được. Tưởng bán được, có mần heo, con mua heo để con tặng. Tại có người tặng mấy người già ở đây nè. Thôi, cái thôi đâu có mần. Nó có mần heo được. Dạ. Ở đâu có mần, đâu có lên xuống được, đâu không đi. Rồi, vậy con về nha. 4 giờ mấy là để con ra chốt nó bắt con à. Đó, mà cho nè dừa nè. Ngon không? Dừa ngoại lụm à. Cái gì nha, đừng có ra nha, này nước ướt nhem mà, đừng có ra nha. Ngoài ra rồi cái trơm đó, ở nhà, không đi đâu nha. Đây quý khán giả, nước lớn rồi đó ngoại. Dạ, chân thành cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng kênh Bếp Miền Tây và ông Bếp Vlog. Thì quý khán giả thấy ngoại rủ mình xuống ăn, đợi mình xuống nè quý khán giả. Quên cái nữa là cái khẩu trang mình bỏ trong đó. Quên khẩu trang. Khẩu trang đâu? Trời ơi, chị em ở Tỉnh Lình đấy cha. Tỉnh ngay sông Vũng Tàu vậy. Ngoại có không? Ngoại có 2 triệu không cho con? Mộn cu ta không cho nữa, ở phạt tao. Quên khẩu trang. Ngoại vô. Con về. Từ thứ em trả giùm cô cho nha. Trời đó, cái đạt cái chân rồi à. Ai đạt cái gì? Con gái tao mà giật hết chân à. Ai lấy gì của ngoại? Ở nhà. Để ai bao đựng gì của chị nè, đựng gì. Đựng dừa. Không đựng gì nè, cho đây nè. Đè. Đó. Giờ bà trở về. Đó. Rồi ngoại còn gửi gì nữa không? Gửi gắm gì nữa không? Đâu có còn cặp nữa chứ có gì nữa gửi. Có gửi gắm gì không? Lợi nhận luôn. An toàn xa lộ rồi, tiền bạc xong thẳng rồi. Xa lộ qua càng. Rồi cầu lên. Quay lại dòng xe lộ. Mời ngoại lên đi. Lên đi. Chở ngoại vô. Vậy đó cho nhớ thôi và đi vô quý khán giả. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ kênh mình và mình hẹn quý khán giả vào lúc sau. Bye bye, see you again.